Nha Trang 79 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại Bảo Khánh đang có mặt tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2024. Bây giờ là 7 giờ tối mọi người. Thì tối hôm nay Bảo Khánh sẽ đưa quý cô bác anh chị và các bạn khám phá thị xã Ninh Hòa về đêm. Đây là con đường Nguyễn Thị Ngọc Anh nha mọi người. Đó thì cái giải phân cách này có một cái hàng câu này rất là đẹp luôn. Đây là hai bên đường mọi người. Bảo Khánh thấy hai bên đường này họ bán quán nhậu mọi người. Quán nhậu rất là nhiều luôn. Quán nhậu nhiều và những cái quán hàng trái cây, nước giải khát mọi người. Chè trái cây và nước giải khát. Hiện tại Bảo Khánh đang đi ở tại trung tâm thị xã Ninh Hòa. Đó. Thành phố về đêm, thị xã về đêm. Hiện tại Bảo Khánh đang đi tại trung tâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một cái trung tâm cũng khá là lớn của tỉnh Khánh Hòa nha mọi người. Thì Bảo Khánh vô ra Ninh Hòa cũng rất là thường xuyên thôi, nhưng mà chưa bao giờ Bảo Khánh ghi hình cái cảnh thị xã Ninh Hòa về đêm. Thì hôm nay có dịp mà Bảo Khánh ra chơi thì Bảo Khánh ghi một vài ảnh về cái thị xã Ninh Hòa khi về đêm để cho mọi người xem. Đó, nói chung là cũng khá đẹp mọi người ạ. Cũng trang trí là cũng là rất là đẹp luôn á. Bên này có cái quán giải khát cà phê mọi người. Đường hai chiều, hai làn xe chạy. Này có cái quán gì đây, chắc là quán quán cà phê Cội Nguồn. Cái này là có cái điện máy chợ lớn. Thì thời tiết Nha Trang cũng giống như là thời tiết ở thị xã Ninh Hòa này, nó cũng giống nhau, người rất là nóng bức luôn. Cho nên là Bảo Khánh thấy hàng quán ở thị xã Ninh Hòa này họ phần nhiều họ bán nhiều cái nước giải khát với lại chè trái cây rồi mọi người, để cho người dân họ đi vào bị tối rồi họ uống nước. Phía bên tay trái Bảo Khánh có cái thấy có cái chi nhánh ngân hàng Nem Bên thì SHB nha, SHB. Đây là hai bên vỉa hè, bên vỉa hè của đường Nguyễn Thị Ngọc Anh thị xã Ninh Hòa. Đó, phần nhiều qua Bảo Khánh thấy là quán nước khác rồi quán cà phê đồ. Bảo Khánh đang đi những cái trục đường chính của thị xã Ninh Hòa. Có cái quán gà nướng. Món ăn vặt mọi người. Bên phải là cái ngân hàng Sacombank. Bây giờ so với thành phố Nha Trang thì thị xã Ninh Hòa thì nó êm đềm hơn, nó không có náo nhiệt như thành phố Nha Trang mọi người. Bên này có cái vòng xoay bùng binh này, vòng xoay bùng binh. Bảo Khánh có một công viên dành cho thiếu nhi, dành cho trẻ em. Công viên có những cái trò chơi
dành cho sinh viên chị em. Đó, cái trục đường này là đi lên Dục Mỹ mọi người, đi lên Dục Mỹ và đi đi lên thành phố Buôn Ma Thuột luôn mọi người ạ. Đó, đi thẳng lên là Dục Mỹ và Buôn Ma Thuột. Tại Bảo Khánh đang đi trên con đường Trần Quý Cáp nha mọi người. Đường Trần Quý Cáp, trung tâm thị xã Ninh Hòa. Con đường Trần Quý Cáp này Bảo Khánh thấy nó cũng khá là dài mọi người ạ. Chắc tầm 2 cây số, hơn 2 cây, có tầm 3, phải tầm 3 cây số mọi người. Con đường Trần Quý Cáp là con đường dài nhất của thị xã Ninh Hòa. Theo Bảo Khánh nhìn nhận như vậy. Bên phải Bảo Khánh thấy có một quán nhậu này. Hải sản của nhậu, hải sản. Thị xã Ninh Hòa thấy nó cũng rất là êm đềm mọi người. Mặc dù mới có 7 giờ tối thôi mà thấy hàng quán có vẻ nó im lìm. Bên từ trái Bảo Khánh có một cái ngôi nhà rất là đẹp luôn, giống như là lâu đài vậy. Mọi người thấy giống như là lâu đài. Ninh Hòa, khám phá thị xã Ninh Hòa về đêm. Bên này có cái trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng. Trời và Nha Trang mấy bữa nay rất là cực kỳ nóng luôn mọi người, cực kỳ nóng. Và chiều chiều thì Bảo Khánh thấy xuất hiện những cái đám mây, đám mây nó có vẻ nó muốn mưa mọi người, bởi vì nóng quá rồi. Thì Bảo Khánh đoán là trong một vài ngày tới thì sẽ có một trận mưa rất là lớn, bởi vì thời tiết nóng liên tục 5-7 ngày liền thì chắc chắn là sẽ có những sẽ có một vài cơn dông để mà nó xoa dịu đi cái thời tiết nóng nực. Mình còn khánh ở Nha Trang thì còn đỡ chứ, còn mà về mấy cái tỉnh miền Tây còn thiếu nước khô hạn nữa, khốn khổ nữa. Thiếu nước khô hạn này, theo những cái người ta nói là do Trung Quốc đồ xây đập, giúp Campuchia xây đập trận thượng lưu đầu nguồn sông Mekong đó, thì dẫn đến khô hạn rồi thiếu nước. Khúc này thì có vẻ sáng sủa hơn mọi người. Cái này có điện điện máy xanh, khúc này thì thấy sáng sủa hơn. Hãy đầu kia thì nó thấy tối. Ở đây thì nói chung là càng gần trung tâm chừng nào thì đèn đóm nó sáng sủa chừng đấy.
Trần Quý Cách, trung tâm thị xã Ninh Hòa nha mọi người. Chúng ta đi lên hướng bên này là sẽ đi ngang qua chợ Vinh mọi người. Sẽ đi ngang qua chợ Vinh, một khu chợ cũng khá là lâu đời của thị xã Ninh Hòa. Nhắc tới chợ Vinh là ta nghĩ ngay đến là thị xã Ninh Hòa. Rồi tín hiệu đèn giao thông thì chúng ta phải tôn trọng luật giao thông, chúng ta phải ngừng lại thôi. Hai bên đường lúc này là sáng rồi. Rồi bên tay trái của hắn là chợ Vinh Ninh Hòa nha mọi người. Chợ Vinh Ninh Hòa thì ở đây Bảo Khánh thấy quán xá thì cũng khá là nhiều mọi người, bún đồ, bánh mì đồ, thức ăn thức uống ở đây cũng khá là nhiều. Chợ Vinh Ninh Hòa bên này vậy như là trung tâm luôn, trung tâm thương mại, trung tâm mua bán của thị xã Ninh Hòa, cái gì cũng có. Khu này Bảo Khánh thấy là sầm uất nhất từ của thị xã Ninh Hòa mọi người, bởi vì nó là thương mại mà tập trung buôn bán đủ các mặt hàng, đủ loại hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống của người dân mọi người. Dịp Tết là cái con đường này kẹt luôn, người ta bán trái cây hoa quả rồi. Hồi đầu năm Tết là vẫn có quay con đường này rồi. Chứ bên cạnh Bảo Khánh thấy có một cái ngôi chùa này, ngôi chùa này cũng người Hoa sao mọi người, có chữ tàu này, người Hoa. Bảo Khánh đây đang đi lên cầu Vinh Một, cầu này cầu Vinh Một nha mọi người, cầu Vinh Một, con sông Vinh chảy qua cái cầu này, con sông Vinh, sông Vinh, cái sông Vinh mọi người. Cầu Vinh Một. Bên đường người ta bán cái bên ta trái Bảo Khánh thấy có cái quán người ta ăn rất là đông luôn nè. Để Bảo Khánh dừng lại quay cho mọi người xem tí xíu nè, ta rõ nè, quán bánh canh, có bánh canh mọi người, cành cũng kẻ rồi, khá là đông. Thì ở thị xã Ninh Hòa này có bánh canh bún cá là ngon, Vàng Dẻ, người Vàng Dẻ Quảng Ninh đó, người ta vô tao bán. Về trái cây ốc, có bát hóa xanh, nãy giờ là cái bát hóa xanh này nãy giờ là thấy là mấy cái rồi. Lại đèn tín hiệu giao thông, đây có cái quán hủ tiếu mọi người, quán hủ tiếu và quen với hè. Con đường này là con đường gì ta? Là tí nữa mình đi con đường nào ra con đường đây ta? Không biết. Tí nữa mình đi con đường nào ra con đường đây ta? À, con đường K10. Tiếp tục chúng ta di chuyển
trên con đường Trần Quý Cáp. Đây có cái chùa Đức Hòa mọi người, chùa Đức Hòa. Với khúc này thì cũng ít có sầm út lại, ít có sầm út. Quán nhậu này, quán nhậu quán gì quán à, đúng là quán nhậu. Thẩm mỹ nha sĩ toàn mỹ, nha khoa thẩm mỹ. Tới lúc này là bớt đèn đóm rồi. Skin park, ghế bắt xe. Tì xe, cái hàng bánh tì xe. Cây xăng Petrolimex, cây xăng. Ra tới hướng thẳng là đường quốc lộ 1A nha mọi người. Nếu mà chúng ta đi qua bên tay phải này là đi Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Nếu mà chúng ta đi qua bên trái này là đi về phía Bắc. Đó, phía Bắc. Hai Bảo Khánh đang đi trên con đường K10, trung tâm thị xã Ninh Hòa nha mọi người. Hai bên mọi người thấy quán cà phê trên phía lề đường rất là nhiều. Cung đường này Bảo Khánh thấy quán cà phê cũng khá nhiều mọi người. Hai bên vỉa hè bên kia cũng vậy, cũng có những cái quán nước chè khác. Bên này thì quán nhậu. Một cái ngã tư tín hiệu giao thông. Bên này nước quán nước chè khá nhiều mọi người, nước mía nước đồ đó, chè trên cây, mía chè trên cây. Phía bên kia đường cũng gì nè, bên kia đường cũng nước chè khác, cà phê. Quán cà phê hơi nhiều, quán ăn này, quán ăn quán nhậu lai rai. Đây, quán nhậu lai rai đây, quán nhậu vỉa hè mọi người, gọi là quán nhậu vỉa hè. Bên tay trái Bảo Khánh là trung tâm tiệc cưới Pila Palace, ở bên phải là quán cà phê Pila luôn mọi người. Tên là Bila luôn, chắc là cùng một chủ quán cà phê Bila nè.
bên này là bên tay phải Bảo Khánh này có cái Vincom này, thì anh là siêu thị, trung tâm mua sắm đồ, rồi nói chung là đủ thứ trong này. Vincom. Khúc này quán cà phê là nhiều, quán nước giải khát đồ cũng nhiều, quán nhậu vỉa hè cũng nhiều mọi người, nhậu vỉa hè. Mà tối tối thôi ngồi đây thôi bao mát luôn. Đường này là con đường 2 tháng 4 nha mọi người. Đường này đường 2 tháng 4. Tôi thì sẽ đến Hòa. Qua tín hiệu đèn giao thông. Đi nhanh cho qua chứ mà không đèn đỏ mà không dừng. Đỏ mà không dừng. Bên này đã kết đèn đẹp, tao bán nước về khác rồi nè. Chùa Trường Thọ. Bên này cũng vậy. Quán nhậu Bình Dân. Ở đây là cái cầu gọi là cầu Vinh 2 nha mọi người, cầu Vinh 2. Nãy là Bảo Khánh đi cầu Vinh 1 giờ cầu Vinh 2. Đó, đây là con sông Vinh nè. Chảy qua hai cái cầu Vinh 1 và Vinh 2. Đó, sông Vinh nè mọi người. Hai bên là bán đồ ăn vặt rồi bán nhậu Bình Dân rồi bán nước chảy khác rồi. Bánh canh rạng dẻ rồi tất tần tật. Cũng thuộc trung tâm luôn, trung tâm. Con đường này là sẽ dẫn đi tới bệnh viện của thị xã Ninh Hòa mọi người. Quán cà phê, phở, cà phê. Trời khác. Hai bên đường à. Thức ăn vặt. Đường này có vẻ sáng sủa nè. Bán đồ ăn vặt, đồ trời khác. Về cái cây có nhậu Bình Dân. Ồ, quán này quán kem. Ủa, đông người ghê chứ. Quán kem, kem dừa. Đường 2 tháng 4 nha mọi người. Đây chỉ con đường 2 tháng 4. Con đường 2 tháng 4 có vẻ đường lớn à. Đường 2 tháng 4 là ngay lấy cái ngày giải phóng thành phố Nha Trang mọi người. Là ngày 2 tháng 4 năm 1975. Nên phòng. Đây nên phòng, nên Ninh Hòa là cũng nổi tiếng đặc sản Ninh Hòa luôn.
mọi người xem video của Bảo Khánh, xin hãy cho Bảo Khánh một like, và nếu mà quý của anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhấn vào cái nút màu đen ở phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo khi mà Bảo Khánh ra video, và phải rất là cảm ơn. Con đường tính ra lớn nó dài, kết đèn đường dài như là cũng là con đường chính của thị xã Ninh Hòa chứ, đường chính. Đường nào mà sáng sủa nhiều, đèn kết đèn nhiều là đường đó là đường chính. Nhưng mà khúc này thì ít có buôn bán, ít có buôn bán. Tối hôm nay là tối thứ tư nha mọi người, tối thứ tư ngày 1/5/2024. Hiện tại là 7:30 tối nha. Bé nước mía mọi người, bé nước mía nè. Hai bên đường phía hè đều có quán giải khát nước mía. Xã Ninh Hòa giờ thấy nhà cửa giờ cũng khang trang hết rồi. Khang trang. Không biết cần tới bệnh viện Ninh Hòa chưa ta? Thôi thì ở bên này có cái nhà đẹp ghê không? Như nhà biệt thự. Thôi thì Bảo Khánh xin kết thúc video đây. Và hẹn quý của anh chị ở một video tiếp theo. Đây là cái bệnh viện Ninh Hòa mọi người, bệnh viện Ninh Hòa của thị xã Ninh Hòa đây này, đó bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa. Thì Bảo Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý của anh chị ở một video tiếp theo. Xin chúc mọi người luôn luôn được bình an và nhiều sức khỏe.